Đây là chiếc đồng hồ B-Swiss mình đã phục hồi. Và trước đó mình nhận nó, tình trạng của em nó là nó bị cấn mớp một cái vỏ một bên hông. Khách cũng không có biết luôn, chắc là vô tình đi nhậu rồi quơ trúng đâu đó. Nhưng mà không sao, mình vẫn hỗ trợ xử lý cái trường hợp này. Dù đây là lỗi của khách nha, xài nó bị chấn động va đập ở cái vỏ nó mớp như thế này một bên à. Thì cái mớp như vậy thì nó sẽ làm biến chứng rất là nhiều. Trường hợp này thì nó bung ốc cản vô kính, rồi cản luôn cả phần búa, nó không nạp tự động được. Và sau khi phục hồi xong, mình vệ sinh luôn cả phần dây cho khách, dây vỏ luôn, cả phần vỏ trên, vỏ trước, vỏ sau luôn. Đó, vệ sinh sạch sẽ, tại mình thấy nó bụng đất nhiều quá, nó dơ trong thời gian sử dụng. Mình chà từng cái mắt dây luôn. Anh em nhìn nè, cái này là dịch vụ bảo hành của mình, tại đây là khách của mình. Và cái phần chi phí thì nếu nó không có nhiều thì mình free, còn nếu mà có hơi nhiều chút thì mình sẽ hỗ trợ một phần, và mình lấy cái phần phí cà phê cho ông thợ thôi. Đó, khách bên mình sẽ được cái những cái ưu tiên như vậy. Mình chia sẻ để anh em hiểu, ngoài cái giá sản phẩm ra thì nó còn cái phần dịch vụ phía sau nữa, và phần bảo hành nữa. Thậm chí có những lỗi mà anh em gây chấn động mà hư nhiều á, trước khi mà thay linh kiện mình đều báo trước. Thì cái đó thì thay linh kiện thì phải tính phí, còn nếu mà không thay linh kiện thì mình đều hỗ trợ hết. Phí thợ nhiều, quá nhiều thì một chút thôi. Phí thợ. Đây, chiếc đồng hồ đã được phục hồi, rất là đẹp, chạy ngon lành. Sẵn tiện thì mình nhờ thợ cân lại máy cho khách luôn, tại vì sau thời gian sử dụng khoảng một năm hơn thì chắc chắn là nó phải có ảnh hưởng từ những cái yếu tố môi trường bên ngoài, như từ trường hoặc những cái yếu tố khác. Đó, mình cân lại cho máy trong khả năng cho phép, ở nhiều góc khác nhau. Anh thấy đo nè, sai số 8 giây, 3 giây là cũng là một cái sai số rất là ok cho một ngày rồi. Sẵn tiện thì anh em truy cập vào website jimmywatch.com và click vào cái banner flash sale ở trên trang chủ á, để coi cái mẫu của mình cần mua có nằm trong cái chương trình flash sale hay không. Nếu có trong cái chương trình flash sale này thì anh em sẽ tiết kiệm được thêm 5-700 ngàn nữa, rất là tiết kiệm luôn. Bất kỳ thông tin nào anh em cứ inbox cho mình số hotline 0907 525 830, Jimmy sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho anh em nha.